Các hồ chứa bùn thải trong hoạt động khai thác khoáng sản tiềm ẩn không ít nguy cơ gây mất an toàn trong mùa mưa lũ. Và thực tế, tại Lào Cai, không ít sự cố vỡ hồ thải đã xảy ra trong những năm gần đây, gây ảnh hưởng đến môi trường, tài sản của người dân trong khu vực. Bởi vậy, công tác đảm bảo an toàn hồ đập trước mùa mưa lũ đang được tỉnh Lào Cai hết sức coi trọng. Đây là hồ chứa bùn thải có dung tích trên 300.000 mét khối của Công ty Cổ phần Khai thác Chế biến Khoáng sản Lào Cai tại xã Sơn Thủy, huyện Văn Bản. Nằm ngay bên phía dưới hồ chứa là cuộc sống của hàng chục hộ dân. Một khi sự cố vỡ đập xảy ra thì hậu quả sẽ rất khó lường. Chủ doanh nghiệp này cho biết, năm nào đơn vị cũng xây dựng phương án đảm bảo an toàn hồ đập, quy trình vận hành hồ chứa và các yêu cầu bắt buộc theo Nghị định số 114 của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó, hệ thống bờ đập được gia cố thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực. Nếu như có thể có xảy ra sự cố thì công ty cũng đã có cái biện pháp khắc phục. Một là về vấn đề là an toàn giao thông. Cái thứ hai là về máy móc thiết bị, là công ty hiện tại là đã gọi là cam kết và đã có văn bản gửi Sở Công Thương về cái việc mà bao nhiêu máy xúc thiết bị để tham gia cái việc mà phòng chống lụt bão. Phía công ty thì là cũng đã xây dựng các cái phương án về phòng chống thiên tai, rồi phương án khẩn cấp và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân xã và huyện để xử lý các cái tình huống khẩn cấp và sử dụng các cái phương tiện máy móc như là máy xúc, máy lật, ô tô, rồi con người và thiết bị để cùng nhau ứng phó. Và về hồ đập thì bên mình khá là an toàn về các cái lĩnh vực kiểm định, rồi cũng như là thường xuyên mình nạo vét xung quanh, tạo luồng nạo vét không để các tình trạng là ứ động. Qua kiểm tra cho thấy, về cơ bản các doanh nghiệp đã có ý thức chấp hành các quy định pháp luật về an toàn hồ đập chứa bùn thải, đầu tư các hạng mục công trình phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra các sự cố mất an toàn đập, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân trong vùng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật như chưa xây dựng các phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn đập, phương án ứng phó với thiên tai trong tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, việc đầu tư các trang thiết bị, hệ thống cảnh báo phục vụ công tác phòng chống thiên tai còn chưa được thực hiện. Ở các khu vực hồ chứa bùn thải, nước thải thiếu những biển cảnh báo theo quy định. Qua các đợt kiểm tra thì chúng tôi cũng đề nghị bổ sung thêm các cái hạng mục như các cái tràn sự cố, các cái hệ thống thu nước ở trong các cái khu vực đập. Chính vì thế các cái chủ đầu tư và một số cái vấn đề nữa là cái việc mà đảm bảo an toàn công tác phòng chống lụt bão ấy, thì các đơn vị hiện nay mới triển khai thực hiện theo cái Nghị định 114 là đang triển khai xây dựng các cái phương án ứng phó với sự cố thiên tai. Thì chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo và trong thời gian tới thì đề nghị các cái chủ đầu tư là phải thực hiện nghiêm theo cái Nghị định 114 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản an toàn đập hồ chứa nước trên địa bàn. Sự cố vỡ đập hồ chứa thải của Công ty Cổ phần DAP số 2 và nhà máy tuyển quặng Bắc Nhạc Sơn xảy ra vào thời gian vừa qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc cần thiết phải đảm bảo an toàn các hồ chứa chất thải tại các khu vực khai khoáng. Nhận thức rõ được việc này, tỉnh Lào Cai đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, nhắc nhở những doanh nghiệp nhằm nâng cao ý thức vận hành và bảo vệ các hồ chứa chất thải.